Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh các chị tuổi đinh mùi sinh năm 1967. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với các anh các chị về tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với tuổi của các anh các chị. Một trong những cái tuổi năm nay bị lục phá về địa chi đó là Tý gặp mùi, rất dễ bị gọi là họa vô đơn chí, người hại nhiều hơn là thiên hại, đặc biệt là các anh nam với sau một đức của năm nhưng mà vẫn không tốt đẹp gì cho với từ đầu năm tới khoảng tháng 6. Bước vào tháng 7 thì có nhiều cái địa điểm tích cực hơn vì là tháng cùng là cái tháng gọi là tháng cùng mệnh của bản thân. Các chị thì năm nay với sao Thủy Diệu, một cái ngôi sao đem đến buồn phiền trong gia đạo, đặc biệt nếu như những người nào có tan môn đi cùng trong cái sao Thủy Diệu của mình, tùy vào ngày tháng năm sinh thì dễ dàng bị chia lìa, mất đi người thân trong gia đình, đặc biệt là những người phía nội của mình. Thì bây giờ mình sẽ tổng kết lại xem là cái vận hạn cả năm nay nó là như thế nào, sau đó thì mình sẽ vận vào cái 6 tháng cuối năm của các anh các chị nó sẽ ra sao, vận trình tốt hay xấu. Đầu tiên hết đó, thì các anh các chị là người mệnh thủy thì năm nay là một năm thổ, năm Canh Tý là một năm thổ, như vậy xét về trụ mạng của cả năm là thổ khắc thủy, đây là một cái điều không tốt. Chủ về đau ốm, công việc rất là dễ gặp nhiều khó khăn, đó là về trụ mệnh. Sau thì như đã nói hồi nãy, các anh thì có một đức mặt sức mạng ha. Người mệnh thủy có sao mộc đức thì rất là tốt đẹp về cái công việc phát triển. Tuy nhiên đừng quá để phải như là cái sao mình, công việc mình tốt, người mình tốt, nhưng cái vận thế rồi cái tác nhân bên ngoài, đặc biệt là những cái khó khăn ở trong cái địa chi lục phá, hoặc là có thể là nhị hại, lục hại gì đó của người miền Nam thì là rất là khó khăn. Nữ mạng thì có sao Thủy Diệu xấu, có chuyện buồn phiền ở trong gia đạo. Hạn thì nam mạng với hạn bình tiền dễ đề phòng bệnh nặng. Nữ mạng thì hạn toán tập đem lại trở ngại ba vấp. Vận niên thì là vận niên người ta nói là kê giáp viên, gà về vườn, một vận niên tốt thuận lợi trong cái công việc làm ăn. Tuy nhiên đinh và canh, thiên can đinh canh thì bình hòa thuận thành thôi, chứ cũng không đến nỗi nào là quá xấu và cũng không quá tốt. Cả nam lẫn nữ đều như thế. Riêng về địa chi với mùi và tí là lục hải, so với người miền Nam kêu cái kêu của miền Nam, nhưng mà miền Bắc thì kêu là lục phá. Chủ về phá hoại, khó khăn, dễ bị người khác đâm sau lưng gây hại cho mình. Nhiều khi việc mình không có làm nhưng mà rơi vào cái thế bị gọi là ảnh hưởng lây, tai tiếng, đặc biệt là trong cái tháng 6 âm lịch vừa rồi. Cái tháng 6 đã qua, các anh các chị đều thấy, các anh, như là các anh, em còn nhớ là một lãnh đạo cấp thành phố cũng sinh vào cái năm này và bị nạn ở trong tháng 6, phải tạm thời bị tạm đình chỉ chức vụ. Em còn nhớ là như vậy. Rồi, đó là sơ khởi của cái tử vi nhìn từ bên ngoài. Bây giờ vận vào 6 tháng cuối năm coi nó tốt đẹp hơn không. Chứ còn 6 tháng đầu năm thì các anh các chị tuổi đinh mùi, dù là nam có cái sao mộc đức, nữ chỉ sao thủy diệu xấu thì mình không nói đi, nam có sao mộc đức nhưng mà cũng vẫn có, chẳng có gì là tốt đẹp, chỉ bình bình thôi. Một số các anh có rơi vào cái tháng sinh, ngày sinh không tốt, đặc biệt là sinh tháng 12 nè, tháng 11 và tháng 6 âm lịch, thì những người này thì tai tu lắm, phê lắm. Rồi, tháng 7 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020 á, thì là tháng Giáp Thân, mà tháng Giáp Thân là một tháng thủy, như vậy xét về trụ mạng, thủy của tháng và thủy của mạng mình là đồng hàng, bổn mạng và sức khỏe tốt không vấn đề. Thiên can giáp đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng từ chủ. Nạp âm của chữ giáp là mộc, nạp âm chữ hành của đinh và là hỏa, như vậy là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, mộc sinh hỏa, có thể nói là tháng này công việc sẽ tốt đẹp hơn,
có nhiều thuận lợi hơn, bớt đi những khó khăn. Tuy nhiên có tài lộc cũng không lớn, vì nó là chỉ nạp âm ngũ hành tương xung tương trợ nhau thôi, chứ không phải là nạp âm ngũ hành thuộc ngũ hợp ha. Địa chi thân mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy là tình cảm gia đạo ở trong cái tháng 7 có vẻ là không có vấn đề gì ha. Tháng này êm, dù là tháng cô hồn của người Phật giáo đối với các anh các chị. Tiếp đến đó là tháng Ất Dậu, mà tháng Ất Dậu thì cũng tiếp tục là một tháng thủy. Tháng Ất Dậu tức là tháng 8 âm lịch, tháng trung thu của năm Canh Tý năm 2020. Tháng thủy gặp mệnh thủy cũng giống tháng 7, đồng hành bổ mạng sức khỏe tốt, không vấn đề. Ok, ổn. Thiên can Ất Đinh thì cũng khá giống với lại giáp đinh của tháng 7, vì giáp Ất nạp âm ngũ hành thì cùng đều là mộc, còn đinh là hỏa. Giáp Ất với đinh cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Như vậy nạp âm ngũ hành của tháng 8 tiếp tục là tương hợp, như vậy là sẽ có tài lộc nhưng không quá lớn, công việc không có gặp nhiều khó khăn chống phá. Địa chi Dậu Mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy tháng 7 và tháng 8 là hai tháng khá giống nhau ở nhiều thứ, cả về mạng, cả về nạp âm ngũ hành của thiên can, và thiên can và địa chi cũng giống nhau luôn. Như vậy là tháng 7 tháng 8 có thể là nhẹ thở, ít cái khó khăn hơn đối với người Đinh Mùi ha. Tiếp đến đó là tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, mà tháng 9 tức là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất thì thuộc thổ, tháng thổ của năm thổ. Thì sao? Người cái bổn mạng của mình là người mệnh thủy, các anh các chị Đinh Mùi là mệnh thủy. Như vậy là tháng thổ của năm thổ là thổ khắc thủy, bổn mạng bị tháng tương khắc, năm tương khắc, cho nên là cẩn thận bổn mạng sức khỏe, cẩn trọng những cái tai nạn phạm thân. Và khi mà cái bổn mạng bị tháng là bị năm tương khắc như thế này thì phúc tinh và tài tinh ở trong cái mệnh của các anh các chị coi như bằng không. Ở trong cái mệnh của mình hàng năm thì có phúc tinh và tài tinh, rồi phá tinh và bại tinh, nó nằm xen kẽ lẫn nhau. Thí dụ như phúc tinh mà sáng lên thì có khi là đẩy lùi phá bại tinh, nhưng mà phá phúc tinh mà bị tối đi, bị mất tác dụng, như mà do cái việc mà thiên can nó quên cái mạng nó tương khắc như thế này, thì phá và bại tinh rất là dễ hoành hành, đúng không? Thiên can Bính Đinh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Cả Bính lẫn Đinh thì đều là nạp âm ngũ hành hỏa, cho nên là tương hợp hỏa. Ok, tiếp tục là một tháng công việc cũng không quá gì khó khăn chống phá. Địa chi thì Tuất Mùi nằm trong cái bộ tứ hành sinh Thìn Tuất Sửu Mùi. Đây là nhóm địa chi tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, bên mạnh loại trừ bên yếu. Cho nên là tháng này, tháng 9 âm lịch thì đặc biệt là các chị với sao thủy diệu thì cẩn trọng cái việc gia đạo và tình cảm, có nhiều cái buồn phiền, thậm chí là có tan ở trong cái tháng 9 này, nhưng có thể là xa chứ không gần ha, vì nó chỉ là tương hại thôi chứ không phải là lúc xung. Các anh có sao mộc đức, tuy nhiên tháng 5 là năm bị lục phá với lại Tý với Mùi lục phá, thì cũng cẩn thận tháng này với những cái buồn phiền, nhưng mà có thể là không lớn. Rồi tiếp đến đó là tháng 10 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng này có thể nói là tháng tốt nhất của năm Canh Tý 2020 đối với các anh các chị tuổi Đinh Mùi 1967. Vì sao? Vì tháng 10 âm lịch là tháng Đinh Hợi, mà tháng Đinh Hợi thì thuộc thổ. Như vậy thì cái bổn mạng và sức khỏe của mình cũng vẫn phải cẩn trọng, giống như là cái tháng 9. Rồi đó là thiên can chữ Đinh của Đinh Hợi với Đinh Mùi của mình là đồng hàng, cho nên là công việc tài lộc hanh thông, may mắn, thậm chí là may mắn hơn 4 tháng quên 3 tháng tháng 7, tháng 8, tháng 9 ha. Rồi địa chi thì là sao? Người thì tuổi Mùi gặp tháng Hợi, đấy là cái nhóm âm Hợi Mão Mùi, dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo đâu mà còn cho những cái mối quan hệ trong công việc. Tháng này là các anh, đặc biệt là các anh nếu mà lâm vào bế tắc trong những tháng vừa rồi, thì tháng này rất là dễ gặp được quý nhân, mình mở ra cái mắt, cái nút thắt để mà có những cái việc nó hanh thông tốt đẹp hơn ở trong công việc.
À, nhưng mà tháng này cũng như tháng 9 thì phải cực kỳ cẩn thận cái bộ mạng và sức khỏe, đặc biệt với tai nạn và bệnh án. Rồi rồi tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm canh tí năm 2020. Tháng 11 chắc chắn là tháng tí rồi. À, nhưng mà là cái gì tí thôi, tháng 11 là tháng Mậu Tý. À, tháng Mậu Tý thì là thuộc hỏa. À, như vậy thì xét về trụ mạng thì sao? Thì bản mệnh thủy của các anh các chị khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng một chút xíu, không xấu như là hai tháng 9 tháng 10 với bổn mạng bị tháng khắc, còn cái này là mình khắc bổn mạng nó nhẹ hơn một chút ha. Rồi thiên can Mậu Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của Mậu là thổ mà Đinh là hỏa, như vậy là nạp âm ngũ hành là bị sinh xuất, mà nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất là rất dễ xảy ra hao tốn tiền bạc, vấn đề lớn hay nhỏ mà thôi. À, khi mà nạp âm ngũ hành bị sinh xuất như thế này á, thì một là chúng ta các anh các chị có thể hiểu là tiền mình đầu tư hoặc là cái khả năng hao tốn này là mình đã tính toán khả năng hao tốn nhỏ thôi thì mình cũng vẫn chấp nhận được ha. Địa chi Tý Mùi thì thuộc nhóm lục phá tháng Tý của năm Tý. Năm là mình đã bị lục phá rồi, bây giờ tới tháng cũng tiếp tục là lục phá, cho nên là gia đạo tình cảm nhiều buồn phiền, các anh nhớ cẩn thận là coi chừng bị người lính tráng nó đâm sau lưng mà lãnh họa ha. Tháng này nó cũng khá giống tháng 6 âm lịch mà các anh các chị vừa trải qua, đặc biệt là các anh ha, gặp khó khăn, gặp trục trặc ở trong công việc nhiều. Tháng này nó khá giống tháng 6 đó, các anh các chị nhớ cẩn thận, đặc biệt là các anh. Rồi tháng cuối cùng của năm canh tí năm 2020 tức là tháng Kỷ Mão, tháng Kỷ Sửu, tháng 12 âm lịch, tháng Kỷ Sửu. Mà tháng Kỷ Sửu thì chắc chắn tiếp tục là giống tháng 11 với tháng chủ là hỏa. Như vậy bổn mạng và sức khỏe của các anh các chị cũng vẫn phải cẩn thận khi bổn mạng của các anh các chị khắc tháng thủy khắc hỏa, đỡ đần hơn tháng 9 tháng 10, nhưng mà nó cũng sẽ giống tháng 11 ha, nhớ cẩn thận. Rồi địa chi Kỷ Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Có thể nói là công việc cũng không quá nhiều sự chống phá khó khăn, tuy nhiên nạp âm của Đinh và Kỷ thì cũng giống như là Mậu và Đinh, là Kỷ là thổ mà Đinh là hỏa, như vậy nạp âm ngũ hành là bị sinh xuất, rất dễ gây hao tốn, và có thể nói là hao tốn trong cái gọi là cái sự kiểm soát, hoặc là hao tốn đây là đầu tư cho những cái năm sau, thì ok không vấn đề gì hết. Địa chi là Sửu Mùi, đây là cái nhóm địa chi lục xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Sửu Mùi sát nhau là lục xung. Lục xung là mô tả cái sự đối chọi chống đối nhau, gia đạo nhiều rối rắm, cẩn trọng một tí xíu nó vẫn tốt hơn. Các anh mình hay nói là nam của cái người nam ấy, người ta nói gì 4953, nhưng mà thực chất ra nam là 4955. Các anh thường, nếu như mà các anh để ý một tí xíu ở những cái gọi là thí dụ như mà nói các anh đừng có nói em nói bậy, nhưng mà để ý kỹ giống như là các anh năm nay năm 66 là 55 rất là rung lay bổn mạng, thì các anh đây là cái tiền đề cho cái năm tới, cái năm mà mình bị gọi là xung thái tuế, Sửu Mùi lục xung, mà năm tới năm Tân Sửu, Đinh thì khắc Tân, Sửu Mùi liền lục xung, rồi là Mùi là thủy, các anh gặp Tân Sửu năm nào là thổ khắc thủy nữa. Bổn mạng của các anh cực kỳ lung lay, cũng giống như là cái tháng cái người mà Bính Ngọ ở trong cái năm này, cho nên là các anh cẩn thận, các anh năm sau dướng La Hồn nữa, rồi các chị dướng Kê Đô, cho nên là người mà Đinh Mùi sinh năm 1967, nếu gọi là thuận theo tự nhiên thì là bắt đầu thuận theo tự nhiên á, thì bắt đầu gom lại ở trong cái công việc để mà chuẩn bị chống chọi với cái năm 55 đầy nhiều cái sự khó khăn.
À, như vậy thì em đã tổng hợp và chia sẻ đến các anh các chị tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 những cái kiến thức cơ bản về tử vi cũng như là vận hạn của mình ở trong cái năm 6 tháng còn lại của năm Canh Tý năm 2020. Hy vọng đây là cái hành trang nhỏ để các anh các chị biết mà thu vén mọi chuyện, làm cho nó gọn lại để mà chuẩn bị bước vào cái giai đoạn dốc đứng của năm 55 tuổi. Các anh các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Đinh Mùi khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các anh các chị cũng như là mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.